Tại giờ Việt Nam. Yeah. Việt Nam bơ đi. Việt Nam ơi. Chắc xuống đường nhiều lắm nè. Lính Mỹ. Lính Mỹ. Ờ. Ồ vậy hả? Ủa. Một anh police hay là lính? Lính quân nhân, gọi là quân nhân. Quân nhân Mỹ. Wow. Em đến với bà nhà em là lần thứ hai. Em đã có hai bạn cuộc hôn nhân đầu tiên rồi. Bé lớn của em là 17 tuổi. Bé thứ hai là năm em sang tuổi 12. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Đây. Kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem trực tiếp trên kênh Vợ Chồng Son và kênh MCV Media. Và hôm nay thì chắc có lẽ là hai chị em mình sẽ giới thiệu một cái cặp đôi mà sự xuất hiện của họ sẽ mang đến một cái không khí rất đặc biệt trong cái chương trình kỳ này. Đúng không chị? Người biết sao không? Thực ra thì cái chương trình Vợ Chồng Son á thì nhận được rất nhiều những cái ý kiến cũng như là những cái lời khen, rồi những cái sự, tức là nhiều khi Vân nhận được những cái tin nhắn á, lúc nào chị ơi tối nay có Vợ Chồng Son không chị ơi, tức là vào chủ nhật á là làm cái khán giả mà gọi là trung thành vô cùng với cái chương trình á đó, mà là có những người thì không có coi trực tiếp ở trên truyền hình được á, thì là luôn luôn mở YouTube để coi. Đúng rồi. Thì thành ra là ngày hôm nay tự nhiên mình muốn làm một cái việc là giống như là mình muốn làm một cái số mà mình chỉ phát trên YouTube thôi. Em thấy sao? Hay quá vậy. Mọi người thấy vậy được coi không? Coi như là đây là nó một... tương đối đặc biệt đó nha mọi người. Đây là một cái số đặc biệt để dành tặng cho một đối tượng khán giả, đó là khán giả của YouTube. Đó, và mong rằng là những khán giả yêu quý mến chương trình Vợ Chồng Son, yêu mến chị Một Hồng Vân, yêu mến Quốc Thuận, và đặc biệt là những khán giả mà thường xuyên xem và ủng hộ chương trình này, quý vị đừng bỏ chương trình Vợ Chồng Son nghe. Hãy luôn luôn ủng hộ, luôn luôn chờ xem. Và mà... những cặp vợ chồng khi mà họ mang những câu chuyện đến chương trình Vợ Chồng Son là luôn luôn có sự khác biệt. Không có cặp nào giống đúng cặp rồi. Nào cả. Với lại mọi người ơi, ngày hôm nay á, cái cặp đôi này á là một cái cặp đôi rất là hot trên mạng xã hội luôn. Ủa gì hả chị? Đúng. Tí nữa mọi người gặp á, mọi người sẽ nhận ra liền. Hồi nôn quá. Em cũng biết luôn á. Đi hả? Ừ. Trời sao chị lấp lửng vậy, em hồi hộp quá. Và không biết cặp đôi này họ hot hòn hột trên mạng xã hội như thế nào. Thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về màn hình để cùng chào đón cặp vợ chồng son xuất hiện trong chương trình kỳ này. Em đừng té ghế nha. Dạ. Xin mời. Oh my god. Xin chào anh Vin. Em yêu anh Vin. Em yêu chị. Rồi. Chị cảm ơn. Chị cảm ơn. Rồi mời hai bạn. Đó. Xin cảm ơn. Thấy chưa? Em phải té ghế thấy chưa? Trời lâu lắm rồi quý vị ơi, tôi mới té ghế đó. À, xin lỗi. Và bây giờ cái tim vẫn còn đập mạnh đây. Đây và là giống tôi, như là khoan xí xí. Hai chị em song sinh vậy không đó. Phải. Lộn mãi gì chị ơi. Đây là chương trình Vợ Chồng Son. Đúng không? Còn sao lại là hai cô dâu xuất hiện là sao? Thì bởi vậy mới nói. Giống như là đây không phải là chương trình come out. Nhưng mà tức là ở đây giống như là tụi em làm một cái surprise cho tụi chị đúng không? Một cái surprise cho tụi chị với lại khán giả đúng không nè? Ông khoan bây giờ phải hỏi là ở đây là cosplay đúng không? Đang cosplay cô dâu đúng không? Cosplay không? No, it's not cosplay. Không phải là bà và em như thế này đâu ạ. Thực ra là, can you introduce something about yourself? In Vietnamese please. Tôi là Trish. Tôi là Thầy Hồ Trish. Tôi đang từ Mỹ. Trích nói lớn lên. Và tôi yêu Việt Nam. Tôi love Việt Nam. Bây giờ thôi, bây giờ một tại vì hồi nãy á là bạn nói nhỏ quá, thành ra là anh muốn là bạn nói lại một lần nữa mà nói lớn hơn. Okay. À. Nói to đó, nói to ra. So can you speak louder please? One more time. Yes. To do something with us. Tại giờ Việt Nam. Yeah. Việt Nam bơ đi. Việt Nam ơi. Chắc xuống đường nhiều lắm nè. Thôi bây giờ mời bạn giới thiệu về mình. Introduce yourself. Tôi là Trish.
tôi 43 tuổi. 43 tuổi. Đây là vợ tôi. Vợ tôi đẹp. Đẹp xinh. Nhưng mà là bạn là 43 tuổi. Công việc của bạn là gì? À, và bạn là người nước nào? So what is the job and where are you from? Lính, a soldier. Tôi đến từ Mỹ, Hoa Kỳ. I was a soldier in the United States. Lynn. Georgia. Soldier. Georgia. Soldier. Army. U.S. Army. Lính tiểu bang Georgia. Không phải bà em mà lính Mỹ. Lính Mỹ. Lính Mỹ. Vậy hả? Ủa? Một anh police hay là lính? Lính quân nhân, gọi là quân nhân. Quân nhân Mỹ. Wow. In Afghanistan, Iraq, Germany, Kuwait, Korea. Đã từng đi ở Afghanistan. Ở Hàn Quốc. Đúng không? Rồi. Vậy đó. Là bạn đây 43 tuổi rồi. Bạn ở Mỹ là bạn ở tiểu bang nào? So one state là New York. New York. Và Hawaii. Portland, Oregon. Portland is the number one Vietnamese city. Yes. Bà em nói là bạn ấy ở New York, sẽ ở New York nhưng mà cũng sống ở Hawaii và Portland. Auckland. Nhưng mà hiện tại thì công việc của bạn ấy là vẫn còn là người lính hay là đã nghỉ rồi? Rồi. Bà em là nghỉ hưu rồi ạ. Nhưng bây giờ bạn ở Việt Nam bạn có làm gì không? Mới 43 mà đã nghỉ hưu hả? Đúng rồi ạ. Tại vì là bạn ấy bà này tham gia quân đội từ lúc 17 tuổi. Thế thì sau 20 năm thì bạn có thể nghỉ hưu. Mà đặc biệt là bà nhà em nó bị thương ở chiến tranh á, thành ra là về hưu rồi ạ. Được về hưu non. Bây giờ bạn có làm là thương binh rồi á. Nhưng bây giờ bạn có làm gì không? Không, nhà em cũng không làm gì hết. Giờ thì sống ở đây với vợ con thôi, với em và các con em. Hai vợ chồng là mấy bé rồi? Thực ra là em đến với bà nhà em là lần thứ hai. Em đã có hai bạn của hôn nhân đầu tiên rồi. Bé lớn của em là 17 tuổi. Bé thứ hai là năm em sang tuổi 12. Thôi bây giờ em giới thiệu về em luôn. Đúng rồi, nhưng mà tụi em đang ở ngoài Hà Nội hả? Dạ. Làm tụi em vô lúc nào? Em vào đây là từ tối thứ năm. Thứ năm. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Rồi. Chưa có cơ hội chào chị, xin chào chị Hồng Vân. Em là fan của chị đấy ạ. Chào anh Quốc Thuận. Em là Đào Hợp. Năm nay em 44 tuổi. Em đang làm giảng viên ở Hà Nội. Giảng viên. Em nói lớn lên xíu. Hợp nói lớn lên nghe Hợp. Càng lúc Hợp càng nói nhỏ. Em là giảng viên. Dạ. Là giảng viên ở trường em nào vậy? Em là ở bên Học viện Hành chính Quốc gia. Và có nghĩa là Hợp năm nay 44. Dạ. Còn Phan hả? Đây là Chis ạ. Chis, anh gọi là Chis đúng không? Dạ. Chis. Trish. Trish. Trish là 43. Dạ. Đó, Trish là sinh năm 79 đúng không? Đúng rồi, bằng tuổi anh Quốc Thuận ấy. We are same. I am 79. I am 79. But he was born in 1979. Rồi. The same age as you. Ủa nhưng mà bây giờ chị muốn hỏi nè, chờ khoan đã hỏi để tại vì khán giả chắc chắn mọi người chắc cũng rất là ngạc nhiên đúng không mọi người, tại vì bản thân Vân Quốc Thuận giờ cũng rất là ngạc nhiên luôn. Là tại sao bạn lại gặp tụi tôi với một cái ngoại hình như thế này, với một cái bộ đồng phục mà giống như là hai vợ chồng the same nhau vậy. So chị muốn em nói hay là bà nhà em nói đây? Hay là Chris nói đi. Chris nói sao em dịch lại đi. So why we appear like the same looking like outfit as a woman? You mean what? Why? Well, because I'm a transgender woman, and you're a cisgender woman, but we're both women. Yeah. And we both have great style and fashion, because we take after you. You have awesome fashion. I love your outfit. So stylish. Okay. Damn. Cũng chia sẻ với chị Hồng Vân, với anh Quốc Thuận, với các bạn là như này. Trước kia ấy, em lấy nhà em là trong thân hình một người đàn ông. Có nghĩa là em quen nhà em 5 năm trước. 5 năm trước? Đúng rồi. Em có nói thì, to đi. 2 năm tìm hiểu nhau, yêu nhau và sau 2 năm kết hôn thì bà nhà em đã chuyển như thế này.
và đã chuyển giới năm ngoái với cái thân hình như thế này. And you, the aozai, dad. Aozai, I want to wear aozai every day. They're so beautiful. You love aozai, yes. We love so bad. Đấy là lý do tại sao mà bọn em xuất hiện với cái hình hài như thế này. Đây là cái áo mà bạn ấy thích mặc. Thành ra hôm qua em phải đi chợ Bến Thành em lấy im cái áo như thế này để hôm nay nó match với bạn này là như thế. Hôm qua là mới sắm cái áo dài này hả? Áo này là bạn ấy vào Thành phố Hồ Chí Minh tháng trước và bạn đã mua rồi và bạn muốn em mặc cùng như thế này. Xem. Vâng, thế là hôm nay là hai chị em. Rất là thích áo dài đúng không? Rất là thích mặc mỗi ngày luôn á. Đúng rồi ạ. Và có phải là với cái trang phục này khi mà lên chương trình thì nó tạo cho Chris rất là thoải mái đúng không? Không, về em có thể nói như này, bài đã chuyển giới bên Mỹ, có nghĩa là bên Mỹ thì bạn không nhất thiết là bạn phải phẫu thuật hoàn toàn để bạn được coi là một phụ nữ chuyển giới. Đó. Thì với cái hình hài như thế này thì bên Mỹ bạn chỉ cần xưng danh là bạn gọi tức là lại là cô ấy hoặc là chị ấy hoặc là đại là her hay she thì người ta lập tức người ta sẽ tôn trọng cái pronouns của bạn này. Thế nhưng mà sang Việt Nam thì chúng ta bạn ấy gặp rất là nhiều khó khăn với cái hình hài như này đấy ạ. Đúng rồi, thật ra Thuận cũng rất là bất ngờ. Dạ. Bất ngờ khi mà hai vợ chồng đồng ý tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và một cái điều bất ngờ thứ hai nữa đó là bạn lại xuất hiện với một cái trang phục rất là Việt Nam trong chương trình này. Bà nhà em thì rất là thích mặc quần áo dài của Việt Nam, thích lắm. Trong tủ đồ phải có chục bộ áo dài, các màu, các kiểu. Vậy hả? Rồi bây giờ thật ra là anh cũng như là khán giả đang xem live, đang rất là muốn biết là cách đây 5 năm, cách đây 5 năm, we turn around. The first time you meet her, cách đây 5 năm, cơ duyên nào mà hai người gặp nhau? Can you say it? Like how we met each other? Oh, we first met. I came to Vietnam just a surprise trip, and I fell in love with Vietnam, and I didn't go back. I didn't fly home when I was supposed to, so I found a job teaching. And it was in Minh Thai, and she lived in Minh Thai, and we love coffee. Amu Cafe, Amu Wong Cafe, and there's a coffee shop we both went to, and we kept seeing each other, and she spoke English, I spoke English, and we started talking. She asked me if I would teach some English with her, and we got to know each other, and we slowly, as we knew each other, we fell in love. Đấy, bạn ấy nói là cái năm 2017 thì bạn ấy sang Việt Nam thực ra để du lịch thôi. Đó thì bạn ấy tìm được một công việc dạy học, mang tính chất là dạy như cả dạng như là volunteer, dạy như nói như là tự nhiên lại quên tiếng Việt. Volunteer là mình dạy giúp một cái trung tâm nào đó mà mình không có phù lao. Đó thì bạn ấy sống ở gần chỗ em sống. Đó thì em rất là thích cà phê và bạn ấy thích cà phê, thì cuối cùng là đi ra một cái quán gần nhà. Thì hóa ra là bạn này sống ở cạnh nhà em và em tức là chỉ cần 5 phút đi bộ. Đó. Thì em biết được tiếng Anh thì em thấy bạn ấy ngồi cũng là một người nước ngoài và cái bản thân của em là người luôn luôn làm việc tiếng Anh thì em cũng không ngại giao tiếp. Thế là bọn em bắt chuyện nhau. Nhưng mà lúc đó anh đang muốn biết là cái hình dáng bên ngoài của Kristen như thế nào? Lúc đó là một người đàn ông nam, đúng rồi, và rất đẹp trai. Rất đẹp trai với mái tóc vàng, mắt xanh. Và lúc tóc đấy ngắn, tóc ngắn hay vâng, dài? Đương nhiên là ngắn rồi ạ. Dư một người hình hài bình thường. Nhưng mà cái lúc mà đối thoại với nhau á thì bạn ấy có gentleman không? Manly em không? Đã nói rồi là giống như mùi đàn ông bình thường. Và em cảm thấy bị ấn tượng bởi cái hình hài đấy. Cái vẻ đẹp, là đẹp trai của anh ấy. Đúng rồi. Mà rất là nam tính. Đó, thì bọn em nói chuyện với nhau thì em thì có một cái trung tâm của em. Là em cũng hỏi ý là nếu như bạn mà nói bạn dạy học ở Việt Nam thì em mà nếu như bạn muốn thì tôi có thể mời bạn về trung tâm của tôi làm việc.
Đó, thế là từ đấy thì nói chuyện thì thấy là rất là hợp nhau. Thế nhưng mà bạn này bạn cũng nói là bạn gặp em là bạn follow luôn á, đúng không? Vâng ạ, kiểu như vậy ạ. Kiểu là gặp cái là yêu liền luôn, là rơi vô tình yêu liền luôn á, tức là giống như cú sét tình luôn á. Nhưng mà anh thắc mắc nha, là vì nếu đã là người đàn ông mà đã có một cái máu ở trong người như vậy thì không thể nào mà thích người phụ nữ. Mr. Bean of Quốc Thuận, he's confused about you, about the gender. You appear like before as a, like image of the man. Why do you like women? Yes. When I was in high school, I preferred to wear my sister's clothes and it made me feel more beautiful. Mm. But then as I got older, I joined the military. Everyone wears the same uniform, men and women. So my whole life, I didn't think about it again. Mm. I got hurt very bad in Afghanistan in a combat injury. I hit my head, I was blown up. So I had to work on learning how to walk and talk. So I couldn't think about this. And only recently did I find out what it meant to be transgender. I never knew. I didn't know what it was. Because I've always loved women. And I thought that if I was transgender, then it meant I had to like men. So I don't. So I was very confused. Mm-hmm. Many people still don't understand that gender and orientation are not the same. Mm-hmm. Gender is made up. We're taught from when we're young children what boys can do and what girls can do. In different cultures, like in Africa and South America, the men wear the makeup. They look very feminine. And originally, I didn't go straight to being a transgender woman. I identified as non-binary. Mm. I used they and them. But this is what made me the happiest. Là hồi cấp 3 ấy, thì bạn ấy rất thích là mặc quần áo của em gái. Và cái việc mặc quần áo nữ đó khiến bạn ấy cảm thấy là bạn ấy tự tin và xinh đẹp hơn. Thế nhưng mà khi mà 17 tuổi bạn ấy đi vào nhập ngũ, thì tất cả đàn ông này hay đàn bà thì đều mặc gọi là đồng phục giống nhau. Thậm chí con gái có thể cắt tóc ngắn nếu như họ muốn. Thành ra là tất cả những cái đó thì khiến bà ấy nói là gì, con gái và con trai cũng giống như thế thì thấy bình thường. Thế nhưng mà trong cái cuộc chiến tranh đấy thì bạn ấy bị thương. Bạn ấy thương rất nặng. Đó thì bạn về bạn ấy tức là đã phải dạng như là thực vật đấy ạ, một thời gian khá là dài. Sau khi bạn ấy thực vật dậy thì bạn ấy phải tập đi tập nói. Anh cứ hình dung như người chúng ta bị như là stroke ấy, như kiểu bị đột quỵ ấy, và bạn ấy méo hết miệng và bạn ấy không có thể nói được, và bạn ấy phải tập đi tập gọi là tập nói lại từ đầu. Thế thì cả một quãng thời gian đấy thì bạn ấy cũng không hiểu là tức là làm gì có thời gian để nghĩ lên cái giới tính của mình nữa. Và một cái điều nữa là gì ạ, bạn ấy nghĩ là nếu mà là transgender thì là bạn ấy muốn làm thành nữ đúng không, thì bạn ấy phải thích con trai, nhưng mà bạn ấy không muốn điều đó. Cho nên là bạn ấy bảo nếu mà chuyển giới mà mình thích con trai thì bạn ấy có thích thế đâu. Cho nên là bạn ấy không hề muốn như vậy. Cho nên là bạn ấy gọi là cứ ngày qua ngày là bạn cứ kiểu cứ lãng quên đi ấy. Từ lúc nhỏ đã thích con gái rồi. Đã kể về em là lúc từ 10 tuổi đã ngồi trước một đám con gái, ngồi gọi là tết tóc từng bạn này bạn kia, có nghĩa là rất là thích con gái luôn. Từ lúc 10 tuổi ấy, thành ra là bạn ấy luôn luôn có xu hướng là thích con gái từ nhỏ rồi. Và bạn ấy nói là ô, nếu mà mình chuyển giới thành nam mà mình thích nam thì đấy là cái điều bạn ấy không muốn. À cuộc đời bà ấy là bà ấy nói là bạn thích nữ. Bạn thích những người phụ nữ đẹp đúng không? Không phải đẹp mà ý là bạn ấy thích nữ. Không, bạn ấy nói em rất là đẹp. Thì đấy là cái việc của bạn nói thôi. Có thể bạn ấy may mắn bạn đẹp như vậy. Em cảm ơn chị Hồng Vân. Đấy, nhưng mà bạn ấy có cái thích rất đặc biệt. Bạn ấy thích nữ, người cao tuổi hơn, người bằng tuổi em hoặc là ít tuổi hơn, miễn sao đối xử tốt với bà ấy. Nhưng mà trước khi gặp em là bạn ấy có yêu một người nào có khác chứ? Có gia đình thôi. Có chứ ạ. À, là đã có gia đình rồi. Đúng rồi. Có con chưa? Bạn ấy có 6 người con rồi ạ. Chứ không phải là oh, thật ra mình sorry nha. Các bạn đã đưa tôi từ cái bất ngờ này đến một cái bất ngờ khác hoàn toàn. Vâng ạ. Nó thật ra mình đang bị confused rất là nhiều. Đúng rồi. Ở đây nè, anh nói nè.
thích quá chính đúng rồi. Oh my god. Chính đứa con. Some, là với một bà hay nhiều bà? So, we lost some in heaven. That's why. Lên đây rồi em cũng không giấu nữa. Bà đã có ba người vợ trước em. Ba người vợ. Một người vợ cả thì được bốn người con. Con lớn nhất là 23 tuổi rồi. Oh. Mm. Con thứ hai đã là 22 tuổi rồi. Và bà ấy rất là đau đớn khi mất một người con gái thứ ba. Lúc em ấy, lúc con được 6 tháng tuổi. Và cái điều nó làm bà ấy kiểu là nó dằn vặt đến tận bây giờ ấy. Nó luôn luôn nhớ về con, tức bà này yêu con cực kỳ luôn ấy. Thế thì đấy là bà thứ nhất. Bà thứ hai thì có một con. Và bà thứ ba cũng có một con. 9 người con. 6 người ạ. Với 6. ba bà vợ. Vâng. Đâu, bạn nói chín lần. Chín, hồi nãy em nói là chín người con. Chín đấy là là tính con của em luôn. Đúng rồi, con của em và một con của bà vợ thứ ba. Đó, tức là con riêng của bà vợ thứ ba, nhưng mà bà ấy tính tất là bà ấy 9 người con. Kiểu như vậy. Thì bên kia họ không hề phân biệt là con đẻ hay là con riêng của vợ chồng mình. Bây giờ sorry em nha, bây giờ nói chung là câu chuyện đến cái lúc mà nó quá là hấp dẫn rồi mọi người. Em vẫn còn đang confused đủ thứ cả. Có nghĩa là bây giờ nè, sau đây thì mình sẽ hỏi thăm là có nghĩa là hiện giờ là tại vì bạn có một cái sở thích là bạn thích mặc những cái đồ này thôi, nhưng mà rõ ràng là bạn vẫn là một người đàn ông. Thôi bây giờ bí mật quá cho nên chắc là mọi người ơi, nếu mà mọi người muốn coi full á thì mọi người bật lại YouTube nha, để mà mình coi lại toàn bộ full cái số này. Còn bây giờ á là chắc là tụi tạm mình biệt. Phải off thôi. Mình phải off ở chỗ nào, mình phải dừng lại ở chỗ nào mà gây cấn ngay cấn đó, đó. Để khán giả chờ xem. Chris, bye bye khán giả đi. Rồi bây giờ xin chào khán giả nha. Bye bye khán giả đi. Cảm ơn.